Hôm nay mình xin trình bày với các bạn đó là nằm trong cái chuỗi đề cương của cái môn sinh lý và giải phẫu đó thì quá trình tiêu hóa trong ruột già, bệnh tiêu chảy, bệnh táo bón. Thứ nhất là sự co quắp ở ruột già. Ở ruột già có cử động phản nhu động và cử động nhu động. Thường trong một ngày và có khoảng 1 đến 2 cử nhu động mạnh để dùng chất cặn bã xuống trực tràng. Cử động phản nhu động của ruột già lại mạnh hơn, nhất là đoạn kết tràng lên bên phải. Cử động này làm cho sự tồn lưu các chất trong ruột già kéo dài. Thứ hai là hệ vi sinh vật của ruột già rất phát triển, có hơn 40% trọng lượng phân khô là sắt vi sinh vật, có một số vi khuẩn được tổng hợp vitamin K, B12 ở ruột già. Do có khả năng hấp thu ở ruột già không lớn, cho nên phần lớn các chất được tổng hợp sẽ được thải ra, ngoại trừ các vitamin K. Thứ ba là dịch ở ruột già, thì dịch ruột già không có enzyme tiêu hóa mà chỉ có chất nhầy để bảo vệ niêm mạc của nó. Sự hấp thu ở ruột già khi thức ăn được xuống đến ruột già và phần phần lớn các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ ở ruột non. Sau ruột già, nhất là giai đoạn đầu của ruột già đấy, thì nó có khả năng hấp thụ nước và cơ chế tích cực với số lượng không hạn chế. Nhờ vậy mà các chất bã được cô đọng để chuyển thành phân. Ngoài ra theo cơ chế khuếch tán thì ruột già còn hấp thu một số chất còn lại ví dụ như là glucose, acetamin, vitamin. Tuy nhiên cường độ hấp thu sẽ kém, nhưng do các chất bã tồn tại trong ruột già lâu cho nên số lượng các chất hấp thu được thì cũng rất là có ý nghĩa. Như vậy ta tổng kết được những gì sau khi mà tìm hiểu quá trình tiêu hóa ruột già. Ở đây thì mình sẽ có một cái bài, hôm nay chỉ tìm hiểu lý thuyết thôi, và sẽ có một cái bài mà tìm hiểu cụ thể hơn cấu tạo như thế nào, có video đàng hoàng đấy, có tiếng Anh, những cái liên quan đến tiếng Anh, những tài liệu từ nước ở nước ngoài, những bài khoa học viết về tiêu hóa trong ruột già, các bệnh liên quan đến ruột già đấy. Thì cái thứ hai là bây giờ chúng ta quay lại cái bài học, chúng ta tìm hiểu xem nào. Thứ nhất là quá trình tiêu hóa ở ruột già nó xảy ra như thế nào, đó là nó có sự co bóp của ruột già. Ruột già có cử động phản nhu động và cử động nhu động, nó có hai quá trình phản nhu động và cử động nhu động. Và trong một ngày có một hai cử động nhu động mạnh để dùng chất cặn bã xuống trực tràng đấy. Cử động phản nhu động ở ruột già lại mạnh hơn, nhất là đoạn kết tràng lên bên phải. Cử động này giúp cho quá trình giúp cho sự tồn lưu các chất trong ruột già trở nên kéo dài. Thứ hai là hệ vi sinh vật ở ruột già rất phát triển, 40% trọng lượng phân khô là sắt vi vi sinh vật. Dịch ở ruột già thì nó không có enzyme đâu, không có enzyme tiêu hóa đâu, mà nó chỉ có chất nhầy để bảo vệ niêm mạc của nó. Cái thứ tư là sự hấp thụ của ruột già, vì các chất cặn bã được cô đọng lại thành phân và nó tồn tại lâu ở trong ruột già nên nên cường độ tuy là cường độ hấp thu nó kém, nhưng mà các chất cặn bã tồn tại lâu dài cho nên là các chất được hấp thu khi mà còn sót lại, ví dụ như glucose này, acetamin này, vitamin này cũng tồn tại, cũng được một lượng rất là đáng kể. Sau ở ruột già, nhất là ở giai đoạn đầu của ruột già đấy, khả năng hấp thụ nước với các cơ chế tích cực có số lượng là không hạn chế đấy. Như vậy là ở đầu cái đoạn ruột già đấy thì khả năng hấp thụ nước nó rất là mạnh, nhờ vậy mà các chất cặn bã được cô đọng và chuyển thành phân. Khi mà chúng ta bị tiêu chảy á thì đoạn đầu của ruột già không có ít có khả năng hấp thụ được nước, chính vì vậy mà chúng ta bị bệnh tiêu chảy đấy, bệnh táo bón cũng vậy. Bệnh táo bón là các cử động nhu động ấy nó yếu và nó không có khả năng dùng các chất cặn bã xuống trực tràng, nó khô cái hệ vi sinh vật ở ruột già đấy, nó kém phát triển, nó không tồn tại một số nó ít tồn tại một số vi khuẩn có thể tổng hợp được vitamin K, B12 ở ruột già. Cho nên các chất được thải ra thì nó cũng rất là
các chất được 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 thải ra đấy, nó bị loại bỏ đi một số vitamin đấy. Đấy. Như vậy chúng ta tìm hiểu được quá trình tiêu hóa ruột già, các bệnh liên quan đến quá trình tiêu hóa ruột già, và sang ngày hôm sau, sang bài hôm sau sẽ có một bài về quá trình tiêu hóa ruột già này. Chúng ta sẽ xem cấu tạo của cái ruột già đấy, chúng ta liên kết lại logic cái bài học của trước mà khi mà học về cấu tạo ruột già đấy, để từ đó ta liên tưởng đến cái quá trình tiêu hóa trong ruột già này. Nó tiêu hóa như thế nào, có vi có hệ vi sinh vật nào, chức năng nó là gì, và các bệnh liên quan đến nó, cách chữa trị, và sẽ có một video về nó. Và bài hôm nay nhật ký học tập đến đây là kết thúc.